Em chào anh chị ạ, em là Hải, đang là chuyên viên tư vấn của dự án EcoPark. Thì hôm nay em sẽ giải đáp một số cái thắc mắc về cái xung quanh khoáng nóng của dự án Landmark EcoPark. Thì đầu tiên là nguồn khoáng lấy từ đâu? Thì đây là nguồn khoáng từ Nhật Bản và đơn vị cung cấp là Hankoke Group, là đơn vị khoáng nóng lớn nhất Nhật Bản. Thì EcoPark đã mua và nhập khẩu những cái máy và Kankyo tạo khoáng tân tiến và hiện đại bậc nhất hiện nay. Và với 13 hồ khoáng nóng thì cần đến là 11 máy tạo khoáng, và mỗi máy chi phí từ 38 đến 44 tỷ một cái. Thì chi phí đang là hơn 500 tỷ rồi. Và kết hợp với cái việc các cái chi phí về đường ống dẫn nước và chi phí về điều khiển tự động hóa, thì tổng mức đầu tư của EcoPark cho khoáng nóng là hơn 600 tỷ đồng. Câu hỏi thứ hai các khách hàng anh chị hay hỏi là tại sao lại không lấy khoáng tự nhiên, và khoáng này nó có tốt không, và khoáng này nó có gì đặc biệt. Thì cái khoáng tự nhiên EcoPark thời điểm đầu dự kiến là sẽ có một nguồn khoáng ở Phú Cừ Hưng Yên. Thì với mức chi phí mà mình khai thác và mang về thì nó khoảng 100 tỷ thôi. Nhưng mà chủ đầu tư vẫn không chọn phương án đấy, mà chọn phương án mình mang khoáng từ Nhật về với mức chi phí lớn hơn rất nhiều, là hơn 600 tỷ đồng. Bởi vì chủ đầu tư đang lo ngại về vấn đề sau, có thể là 10 năm, bây giờ thì chưa, nhưng 10 năm, 20 năm sau mình không thể lường trước được những vấn đề khi mà có những cái khu công nghiệp nó xây dựng bên cạnh cái nguồn khoáng đấy, hay là các khu về sinh hoạt dân cư các thứ, các chất thải xung quanh nguồn khoáng đấy, thì mình không tránh được những trường hợp đấy mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn khoáng, chất lượng của nguồn khoáng mình. Cho nên là chủ đầu tư muốn đảm bảo và mình có được một cái nguồn khoáng nó chủ động và nó bền vững theo thời gian. Và cái thứ hai nữa, đối với nguồn khoáng tự nhiên khi mà khai thác lên thì nó có rất nhiều cái kỵ khí và yếm khí và vi khuẩn. Nó nếu như mà mình không xử lý tốt thì nó rất là có hại cho cơ thể của mình. Cho nên là chủ đầu tư cũng đang thật sự là muốn mang đến một cái chất lượng mà chủ động và hoàn hảo nhất dành cho cư dân của mình. Và cái điều đặc biệt là tại đây thì dự án mang về 3 nguồn khoáng tốt nhất từ Nhật về. Và nó không chỉ là 3 nguồn khoáng tắm đơn thuần, mà đây là 3 quy trình trị liệu khoáng nóng chuyên sâu đặc quyền dành riêng cho cư dân. Thì đây là ba cái tổ hợp trị liệu. Bây giờ tổ hợp đầu tiên là tổ hợp về các vấn đề về xương khớp, về tim mạch cho người già. Tổ hợp thứ hai là các cái khoáng, nồng độ khoáng nó để mà mình có thể săn chắc làn da làm đẹp ấy. Đấy, tổ hợp thứ ba là tổ hợp về các vấn đề về tim mạch, huyết áp. Đấy. Và đây cũng là cái nguồn khoáng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam mà có sự kết hợp của ion âm, có các khoáng chất của ion âm. Và ion âm thì được mệnh danh là vitamin không khí, nó giúp cho mình thanh lọc cơ thể và chống chọi lại bệnh tật rất là tốt. Và câu hỏi là khoáng ở EcoPark thì khác so với các cái khu vực khoáng khác ở miền Bắc Việt Nam mình là gì? Thì ngoài cái sự khác nhau về các cái nồng độ khoáng chất nó may đo đặc thù dành riêng cho từng nhóm khách hàng và nó bền vững theo thời gian, thì quy trình trị liệu tắm khoáng ở đây nó cũng khác hoàn toàn. Bởi vì chủ đầu tư EcoPark đang hướng đến cái việc của mình sẽ là nơi mà chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Và với cái dự án mà EcoPark đang chăm chút này, thì ngoài các cái hồ tắm khoáng thì EcoPark còn đầu tư thêm về các cái phòng spa, detox, massage, các phòng xông hơi về hồng ngoại, đá muối Himalaya, phòng xông hơi thảo mộc, các cái vườn thiền, vườn Nhật lớn nhất miền Bắc mình. Đấy, thì toàn bộ những cái tiện ích đi kèm đấy nó sẽ phục vụ và cộng hưởng với cái giá trị của mình hấp thu khoáng chất ấy, để mà mang đến những cái trải nghiệm và những cái sự hấp thụ về ion tốt nhất cho cơ thể của khách hàng. Thì đấy là sự khác biệt của tắm khoáng ở EcoPark và của các cái dự án khác. Và tất nhiên với việc phát triển dự án kinh doanh thì đấy là bài toán của chủ đầu tư. Nhưng với một người có tâm huyết, có những sự khao khát mãnh liệt, thì EcoPark họ muốn mang đến những cái sản phẩm mà để đời, mà họ kết hợp với những chủ đầu tư lớn nhất, uy tín nhất, mang đến những cái trải nghiệm nó tốt nhất dành cho các khách hàng. Thì họ khao khát được tạo nên một sản phẩm mà gần như là được vang danh, được ghi tên ở trong lịch sử ấy. Cho nên là họ đã không ngần ngại để chi những khoản tiền mà cực kỳ khổng lồ đấy dành cho những cái tiện ích phục vụ cho cư dân. Và mình cũng cảm thấy những cái sản phẩm mà chăm chút như này và tâm huyết như này thật sự khan hiếm trên thị trường. Và chúng ta với những anh chị thì em nghĩ ở đó một phần mình may mắn khi mà có những cái sản phẩm mà để khi mà mình có đủ tài chính ấy, mình có những cái điều kiện hơn thì mình có một nơi để mà xứng đáng, xứng tầm với cho việc mà mình ở, hoặc là mình trải nghiệm, mình sống, mình hưởng thụ. Dạ vâng, thì em cảm ơn anh chị đã xem qua video. Thì em
là Hải. Thì nếu anh chị mà cần quan tâm thêm những cái thông tin chi tiết về các cái căn hộ hoặc giá bán thì có thể liên hệ với em. Em cảm ơn ạ.